Quay hôm nay là ngày cuối cùng luôn phải không? Đúng rồi. Rồi gia đình okay không có cho quay nữa. Bây giờ hôm gia nay đình tôi nói là có những tâm sự gì mà Khoa chưa kịp nói thì gia hôm nay đình Khoa tôi nói là ba Hải cô là ba Hải cô là cậu á. Ba là ba nuôi ba của cậu. Tôi. À ba nuôi hả? Khỏe. Ừ. Ba nuôi tôi nói là ba nuôi tôi là chủ tịch công ty địa ốc thì ba tôi nói là bây giờ tuyệt đối con đừng để cho mấy thằng YouTube nó quay con nữa. Vì là như vậy ảnh hưởng tới công việc của ba. Khoa bị đánh ba Khoa sợ chưa mà Khoa vẫn như vậy hoài Khoa? Anh im đi. Mình sợ sợ hoài đó, nó quýnh mình hoài. Bây giờ là ba nuôi em nói là bây giờ ba nuôi em không có cho quay nữa. Ba nuôi nói thì con đừng cho mấy YouTube nó quay cái nữa. Cái đợt trước á thì em kêu quay là trả tiền. À. Giờ cái đợt này á là em nói anh, không quay ba... Lúc cần người ta thì kêu quay có cho quay nữa. Vì là ảnh hưởng đến công việc của ba em. Ba em ảnh hưởng là tại vì em nói thôi. Nhưng mà ba em nói là như vậy là người ta đưa em lên mạng như là cái như là ảnh hưởng công việc của ba em. Ủa hay gì á, em nói ba em á không làm gì thà ba em bắt em lại không cho em chạy qua đây thì mọi người đâu có quay được đâu. Đúng không? Mình làm khó nhau làm chi vậy? Bây giờ có nếu em không nói, qua đây thì mọi người đâu có quay em đâu. Tụi ta hỏi ba em quá trời kìa. Hỏi sao? Nói tại sao con anh nó như vậy? Cháu anh chứ không phải con anh, cháu anh như vậy. Nó nói ba em vậy. Ba ngày không gặp hình như thấy Khoa là tiền tị hơn. Ba yêu sao đắm hay sao á? Em không về nhà mà em biết em ở khách sạn hay em ở trên net không á. Vậy là em từ ba em rồi. Nhà không về mà bây giờ em kêu ba em giận ba em gì tùm lum la đó. Cái này coi lại kiểm chứng lại nha mọi người. Không về mà biết ba thì dặn đừng quay. Không, tại vì em đi lên công ty của ba em. Em xin tiền ba em nói vậy đó. Rồi sao nghe nói là chuẩn bị sắp bán cái số lại nữa rồi sao? Bây giờ em hồi nãy đi công ty của em rồi em vô cái trạm đóng rửa xong em đi công ty của em. Ba em nói là gì nè, bây giờ là ba em cũng muốn em về nhà, ba em không muốn em đi ngoài đường nữa. Vậy khi nào em mới về nhà? Em nói thôi con không muốn về nhà nữa. Cắt đứt hay sao? Em muốn tiếp tục bán số. Bây giờ em quyết tâm em đi mượn đi bên nhà dòng họ em. Bây giờ em có mượn tiền không? Anh cũng cho mượn tiền nè. Em đi mượn tiền dòng họ em. Em phải mặc đồ này vô để em dễ đi mượn tiền. Thôi vậy là giống lừa đảo á. Mình làm gì chơi? Mình làm gì đây có phước chứ? Dòng họ em chứ không phải là người ngoài. Thì mình mặc đồ lịch sự đàng hoàng. Nhưng mà dòng họ em giống lừa đảo. Thà mình mặc đồ lịch sự đàng hoàng á, mình gặp gia đình cho nhiêu cho. Rồi. Giống như kiểu là tâm xà mà khẩu vực kìa. Khẩu vực tâm xà đó. Này để em đi qua bên nhà dòng họ em thì em mới xin được tiền. Anh không giúp gì được cho em thì thôi. Bây giờ em muốn anh giúp cái gì em nói. Để cho em được hạnh phúc bên anh Lâm. Ok thì anh sẵn sàng anh nhường. Tại vì anh biết là anh giữ người ở lại chứ không biết giờ giữ người ra đi được đâu. Chuyện đời, chuyện tình yêu nó cũng ủa, như em thế. Hỏi anh là, giờ em hỏi anh một câu thôi. À hỏi. Hôm nay là ngày quay cuối cùng. Em muốn nói anh rằng em chân thành xin lỗi anh. Em không muốn quay nữa. Thì quay hôm nay ngày cuối cùng. Anh có đi xuống dưới 18 tầng địa ngục của Chùa Linh Hướng được đúng không? Đó, đúng. Anh biết nhân ai quả. Ai nói dối là cắt anh, lưỡi. Anh biết nhân quả, anh biết. Chỉ là nói ăn nhậu á, bữa chứ có. Nhậu hả? Nhậu đi xuống ăn nhậu thì không có tội hay sao? Không có trong đó, không có trong đó không anh? Anh đi xuống 18 tầng địa ngục có hết á. Vậy là ăn nhậu là bị xuống 18 tầng địa ngục đúng không? Ăn nhậu là tội gì nói nghe. Cách đây 2 ngày Khoa nói là đi nhậu. Em đã coi cái clip của anh đi xuống 18 tầng địa ngục với lại mới xong rồi. Vậy cách đây 2 ngày Khoa nói Khoa đi nhậu là sao? Anh nên thấy cái đó là để mà cảnh tỉnh mọi người. Còn nói xạo là đi xuống mấy tầng địa ngục Khoa? Ừ. Nói xạo á. Dạ nhanh lường rồi. Nói xạo à. Hãy nhường em lại cho Lâm. Nhường anh phải sao nhường. Ủa nhường em lại cho Lâm. Ủa là sao? Hơi bị quá đáng. Nhưng mà bây giờ anh giành giật không nổi thì anh phải buông chứ không phải gọi là nhường. Nhường là nó tình yêu không có chữ nhường em trong nói đây. Anh nghe luôn. Cái hôm đi chùa. Anh Lâm được đứng xa xa ra. Dự cái lễ của dì em rồi. Và đã được gặp mẹ em ngồi ăn cơm chung một quán cơm chay với dì em luôn rồi. Ủa mà cái đó bữa đó Lâm tự giác đi hay là em chơi hàng gài để Lâm đi? Em muốn chơi hàng gài. À trời, bữa nay công khai là em muốn chơi hàng gài đúng không? Con người em cũng chắc em mà xuống 800 tầng địa ngục luôn á chứ 18 tầng là không có vừa đâu. 800 em muốn là để cho Lâm đâu mất dây em luôn. À, anh Lâm có nói chuyện với mẹ em luôn rồi.
Gia đình em chấm điểm với Lâm trên 10/10. Em cũng chấm 10/10 đúng không? Vì anh Lâm là sao? Thì nè, em nói nghe khoan, để nói anh Lâm là người cùng đồng hương với gia đình em luôn. Đồng hương cùng quản trị, cùng người Huế luôn. Chỉ cần cùng là có được yêu đúng không? Chú cả chuông được quay. Ủa bây giờ nào Khoa? Anh có sẵn sàng nhường em lại cho anh Lâm hay không? Sẵn sàng. Thì bây giờ nói Khoa nghe nè. Bây giờ á, nếu mà cảm thấy hợp thì làm đám luôn, hiểu không? Đám cưới anh. Thì bây giờ Khoa dự định là làm sao? Nói cho mọi người biết. Em sẽ yêu anh Lâm thật sự, thật rồi, lòng. Rồi, ok. Đến với anh Lâm một cách vui vẻ, rồi, okay. Thật lòng. Rồi, nhắn cưới chưa? Hay là chứ thôi. Đám cưới tổ chức từ đâu? Thì giờ em sẽ tính chuyện đó. Còn anh không còn. Nhưng mà đám cưới là phải mời anh nha. Không bao giờ. Anh mời là anh chung vui cho. Không bao giờ. Okay, giờ mà. Tại sao vậy? Lúc đó sợ người nước mắt hay gì? Đúng rồi. Cô dâu không mời là không được. Em sợ người nước mắt thôi. Thôi nhưng mà Hương Trần cũng không nỡ đến đám cưới đó. Tại vì đến đó cũng xúc động mọi người. Nói chung không đi, gửi tiền đi cũng được anh. Gửi tiền gửi quà được không? Không nhận quà luôn. Không nhận tiền, không nhận quà. Bây giờ sao vậy? Nhưng mà qua Tết hay là Noel này luôn, Noel này lạnh nè. Ok. Noel này lạnh nè, tổ chức đám cưới là động phòng rồi luôn, ok. Dạ. Yeah. Còn anh thì chắc em xin lỗi anh nha. Ờ anh buồn lắm. Duyên mình đã không còn nhau rồi. Duyên cạn luôn. Duyên đã hết. Thế bây giờ nếu mà Khoa mà không yêu Hân Trần nữa, thì Hân Trần sẽ yêu Mộng Cầm được chịu được không? Được, chấp nhận hết. Dạ, có hai sự lựa chọn. Giờ một là yêu Mộng Trầm thôi, bây giờ còn không ai yêu Tuấn Nguyễn thì anh yêu ai, anh yêu tùy anh. Là cạn lời luôn hả? Rồi chia tay đòi quà hôm bữa tặng tiền. Đúng rồi, cái này cái kia là trả hợp lý, hợp lý anh. Anh đã cho em rồi. Thôi, cái nào mình đòi cái này Khoa quay xe anh Hưng chừng nào, anh Hưng quay xe anh Hưng chấp nhận mất đúng không? Quay xe Khoa quay xe Hưng Trần đúng rồi, người nào quay xe đó phải trả tiền. Ra là Hưng Trần tặng mấy đợt là cũng người là 5-6 triệu rồi, mấy triệu đó giờ tính sao? À với lại nói thôi đừng có đánh chống lảng, nói chuyện đây, trả lời đi. Bây giờ nói cho mọi người biết trả lời trước đi. Không nói cho mọi người biết là em đã lấy được cái ba lô lại rồi. Ủa lấy ba lô đâu? Ở bên Lan Quý Phường tối qua có người đưa lại cho em cái ba lô rồi. Ủa rồi người đó quýnh em đó không? Không. Vậy cảm ơn anh trai đó nha, cũng còn nghĩ lại công thư. Quần áo vẫn còn nguyên thi. Trời ơi, sao không đẩy cho gãy mấy cái găng luôn đi. Và em cũng đã gửi ở tại một cái cửa hàng của một cô. Cô đó là fan của em, cô thấy em thích đồ nặng quá. Cô nói Khoa ơi, cô coi con trên mạng Khoa. Cô thấy con thích đồ nặng quá, thôi con gửi ở cửa hàng sơn của cô đi. Đồ ngày mai á, con nghĩ đây con lấy lại quần áo, con mang giặt đi. Chứ con thích nặng quá, đi ngoài đường mất. Bài đồ không thấy con. Vậy là muốn mừng cho Khoa, đồ thì lấy lại được rồi. Bây giờ tình cũng có, quần áo, áo đầm cũng còn nguyên khi nguyên vẹn. Bây giờ tương lai, dự định tương lai Khoa làm gì nói cho mọi người nghe coi. Tổ chức đám cưới hay là làm cái gì, hay là bán vé số rồi. Bây giờ là trước mắt em sẽ bán vé số tiếp tục để dành dụm lấy tiền đó làm đám cưới. Đúng rồi. Rồi Khoa kính để mấy năm mới đủ tiền đám cưới. Nhưng mà nếu gia đình tổ chức đám cưới với em mới làm thực sự thì em sẽ rất cảm ơn gia đình em. Vì em muốn có một cái hành thức thực sự đến với em. Rồi sau này là xin mấy đứa. Gì? Xin mấy đứa con? Em sẽ sinh cho Lâm một trai một gái. Ôi, đẻ nghĩ là đủ không? Chỉ nghĩ đẻ được á Khoa. Khoa đẻ được không? Trụ tính nhân tạo đẻ được. Thôi bớt ảo tưởng đi Khoa. Ủa bây giờ Khoa nào tiến bộ ra anh? Giờ có tiền không? Có tiền nói chuyện. Gia đình em lo hết. Không có tiền mà lúc nào cũng nói gia đình. Okay. Tiền mà lên mạng xin cộng đồng mạng, xin anh Hân 300 khách sạn cũng không có nữa. Còn mặt học sinh. Bây giờ không xin nữa, ok. Biết thụ kinh nhân tạo mấy trăm triệu không? Gia đình em lo hết được. Bây giờ mình giờ xong rồi mình đánh nó được cho ta. Rồi. Anh Hân giờ dù sao giờ. Đó đúng rồi. Cho, em thấy chưa? Ở đâu? Lấy xe là bình thường. Em là nãy giờ em nóng máu rồi đó. Bớt rồi. Đó anh Hân giờ anh Hân đè xuống đi để em xử cho. Cản. Anh Hân. Bây giờ em cởi cái đồ ra nè, anh mới đánh em. Đó giận rồi. Cởi ra, còn em mặc cái đồ đó thì anh không dám đánh em. Em cởi ra đi. Đâu anh, nói chung là bộ đồ không tạo nên thầy tu nên anh đúng rồi. Nếu mà đối với Khoa thay đổi. Tại vì biết bản chất mà. Mình cũng mặc đồ tu luôn, mình quýnh luôn.
vợ chồng. Để chứ Khoa. Tao không có vợ chồng với mày. Biết. Nói chuyện đàng hoàng với tao nha. Người ta thương nhau lắm chứ chẳng nhau đâu. Tao thương nhau lắm, tao đấm cho mày đi viện luôn chứ đó mà đâu hả? Tình yêu em sẽ chờ đợi. Em có nản thôi. Nản hả? Đừng nói chuyện yêu đương đây, nói chuyện bình thường thì nói. Cái gì cũng không có bằng yêu người này yêu người kia để ăn bám hay sao, xin tiền hay sao Khoa? Không bao giờ. Chứ bữa giờ Khoa cứ tối ngày xin anh Hưng hoài. Có bữa mới đây cách 2-3 ngày bác xin anh Hưng 300 không? Bây giờ anh Hưng á, mấy tôi không còn nữa. Hôm qua nó không ra làm cái phường cuối cùng cũng lết ra. Ôi tôi đến rồi bán với số vậy. Vì sao lúc đầu hứa ở đây đứng hứa dữ lắm mà nó rồi em không có ra. Cũng còn 20 tờ sáng cái bán hết rồi. Ủa bộ ngoài chỗ khác không bán được phải giao làm cái phường hả? Mình phải giữ cái lời hứa. Nhưng mà tôi ra ra với người bán được nhiều hơn. Nhưng mà có giữ lời hứa được không? Người ta nói Khoa đừng, Khoa đeo cái mặt nạ nó vô đẹp lắm á. Đừng có tháo ra. Anh biết cho em, anh nói cho mọi người nghe đi. Anh nào? Anh nói đỏ hả? Anh ở gần nhà tôi đó. Anh ở gần nhà sao nhiều người gần nhà quá vậy? Anh ở gần nhà thiệt mà. Dốc làm gì? Thôi anh không dám trả lời luôn á. Không anh, quen luôn. Anh gọi công an phường á. Anh nói với em tiếng đi. Đó, đâu có ai quen đâu mà với bộ tự ảo giác với Khoa. Bây giờ em nói em không cần gì với anh nữa. Xin lỗi anh nha. Ai mới được, anh Hưng phải không? Không, tôi không quay về anh Hưng. Khóc luôn mọi người, giờ biết sai rồi. Xin lỗi anh. Rồi giờ có kỹ vật nào trả lại anh Hưng không? Tôi không còn duyên gì với anh nữa, đã cạn rồi. Con người Khoa quay xe. Duyên thì phải có nợ, mà bây giờ duyên cũng không có, mà nợ không có, chia tay thôi. Okay. Trong sự đau khổ Khoa như Khoa chia tay Khoa vui mừng Khoa không có rơi lệ gì ta sao rơi vậy? Lệ làm cái gì khóc buông anh Hưng mừng chết luôn không ăn nhậu hoài đúng không anh nên nhớ có anh em nói cho anh nghe nè bây giờ em nói thiệt anh á anh suy nghĩ lại cái hành động của anh đi cái hành động anh như thế nào để mà tôi bỏ anh giờ tôi nói luôn nói đi cho mọi người biết anh có nhớ cái hôm anh xỉn anh nhớ anh cởi áo rồi cái gì vậy khi gọi cái gì anh cởi áo ai cởi áo em hay cởi áo anh cởi áo anh Hưng anh cởi áo em chứ anh có cái thái độ khi gọi rất là bẩn dơ bẩn trời ơi mọi người ơi thôi vậy thôi cãi trên đó được rồi anh cái đổ gì giờ bẩn lật cởi chân cũng không được nữa rồi anh còn cởi nút quần trời ơi cái này sao Khoa biết được gì hay vậy anh cởi cái nút quần trước mặt gì cầm trời ơi ốp nha mà chào tạm biệt mọi người cái Khoa khai ra chết rồi hơn trời không có vậy nha mà đúng rồi Khoa chỉ là hư cấu thôi cái hôm đó là anh xỉn rồi có Khoa chỉ là hư cấu thôi có người đàn có gì Xuân ở đó luôn đó có xác mách có chứng bằng chứng đâu có luôn có chụp hình lại không ủa Khoa có quay clip không có điện thoại đâu quay thôi bây giờ không yêu thì nói lời cay đắng nè biết rồi đúng rồi nói xấu rồi thua rồi Khoa thua rồi bây giờ anh còn dẫn nhờ chị cầm đi sắm quần áo tôi đâu có nói gì nữa tại anh không hiểu nói ganh tị dắt đi vòng cầm đi sắm quần áo cái ghen lên nè thôi biết rồi thôi xin lỗi Khoa ngàn lần xin lỗi em thôi khỏi em yêu lần rồi chắc yêu à chút bây giờ quan trọng lắm có chịu không nhấn nút đó anh Hưng đi cái là Khoa đi liền nha nói chứ Khoa cũng là Lâm chỉ là bức bình phong thôi đó Khoa bắt đầu đi nè đó công việc của Khoa là cứ như vậy hoài tới lui đó Khoa quay mọi người như quay chung chóng luôn á đó Khoa trở lại bán vé số và bỏ anh Hưng bỏ xong còn bôi nó mới chịu à đó chưa thấy thầy tu nào như thầy tu của Khoa luôn á đó như quay xe lại kính quay xe lại hay sao á ơi nó đi mà vẫn quay lại nè mọi người đó đâu có bỏ được đâu nó nói chứ không có bỏ được đó lạng lách trước chiếc xe hơi nè lắc đẩy một phát là Khoa về chầu trời luôn gặp ai Khoa anh về không tới đây tôi lấy chị đi mướn tiền mua vé số đúng không
anh nhìn là biết mượn kỳ nguyên số chắc luôn. Trời anh rơi nước mắt luôn anh Hân. Nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc. Trời ơi, nước mắt anh rơi là trò chơi kết thúc. Trời ơi, mối kình này đúng đồng cảm luôn. Cái chân ra đừng có nói là bóc phát trên mọi mạng. Ê, mà áo vô nó gì? Đó. Sao anh bị bóc phát cái vụ mặc áo hoài anh Hân? Giờ khóa muốn mượn tiền thì khóa nói đi, anh không quay. Nhìn là biết mượn tiền rồi. Đó thôi, giờ dành chút thời gian riêng tư cho người kình cũ. Đi về tôi nói chuyện nâng tiếp. Rồi ok. Hai cho tôi đi.